Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư, Dương Anh, Bạch Lộ, Ngụy Đại Huân, Vương Hách Lễ, ai giỏi hơn về ngoại hình, kỹ năng diễn xuất. Nhắc đến bài viết trên, sau khi xem xét và phân tích đầy đủ, toàn diện về kỹ năng diễn xuất, thành tích cũng như dư luận của Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư, có thể thấy khả năng diễn xuất và thành tích của 6 diễn viên đều được người hâm mộ và người qua đường nhìn thấy rõ ràng. Trước hết, Triệu Lệ Dĩnh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp diễn xuất. Cô đã nhiều lần lọt vào danh sách rút gọn của giải Magnolia và giành được danh hiệu nữ hoàng truyền hình bông sen vàng, giành được nhiều giải thưởng. Ngược lại, cho đến nay, Triệu Lộ Tư mới chỉ đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất một lần. Khi kỹ năng diễn xuất và kinh nghiệm của cô ngày càng tiến bộ, vẫn chưa biết liệu cô có thể vượt qua Triệu Lệ Dĩnh hay không. Xét về phim truyền hình ăn khách, các tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh khá khác biệt, bao gồm Ngàn Sương Hoa, Truyền Thuyết Sở Kiều, Có Biết Không, Có Biết Nên Xanh, Béo, Đỏ và Gầy, và Hạnh Phúc Cho Vạn Ngôi Nhà, v.v. Chào Lucy từng tham gia các vở kịch như Ngôi Sao Rực Rỡ và Không Thể Giấu Bí Mật. Xét về số lượng và sức ảnh hưởng của các bộ phim ăn khách, Triệu Lệ Dĩnh rõ ràng là nhỉnh hơn. Từ góc độ ngoại hình, các đặc điểm trên khuôn mặt của Chao Li Ying tương đối ba chiều, mang lại cho người ta cảm giác uy nghiêm, trong khi Chao Lucy có khuôn mặt tròn. Chỉ nhìn vào các đường nét trên khuôn mặt thì không có nét nào nổi bật, nhưng khi kết hợp tổng thể lại mang đến cho người ta cảm giác như một cô gái nhà bên, trông trẻ con và dễ thương. Xét ở góc độ hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã chiếm được cảm tình của người hâm mộ. Tiếp theo, chúng ta hãy nhìn vào Giang Inh và Bai Lô. Giang Inh đã giành được giải Bách Hoa cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, và Bai Lô giành được giải Hoa Đinh cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đánh giá về ngoại hình, Giang Inh là người lai giữa hai chủng tộc và được coi là một trong những át chủ bài đẹp trai nhất làng giải trí. Bạch Lộ tuy rằng cũng rất xinh đẹp nhưng vẫn kém một chút so với Tiểu Bảo Bối. Về kỹ năng diễn xuất, Giang Inh thể hiện tốt trong các bộ phim điện ảnh, còn Bai Lu cũng thể hiện tốt trong các bộ phim truyền hình như The Last Day. Dựa vào số lượng quạt bình rỗng thì Baby có nhiều fan hơn Bai Lu. Hãy nhìn lại Wei Duckson và Wang Heli. Wei Duckson đã giành được danh hiệu nam diễn viên đột phá của năm trong phim truyền hình CCTV Trung Quốc và nam diễn viên truyền hình Trung Quốc xuất sắc nhất trong nhóm thanh thiếu niên, đồng thời tham gia nhiều phim truyền hình, trong khi Wang Heli giành được giải thưởng diễn viên mới tại lễ hội dữ liệu vàng giải trí Trung Quốc. Về ngoại hình, Wei Duckson có hình tượng đẹp trai cổ điển với mắt một mí và đôi mắt nhỏ đậm phong cách Hàn Quốc hơn, trong khi Wang Heli lại có nét mặt giống khỉ điển hình. Ngoại hình của hai diễn viên không có nhiều khác biệt. Về phim truyền hình, Kang Lan Ju của Wang Heli được đón nhận nồng nhiệt, và Mi Won Firework của Wei Duckson cũng cho phép anh đóng vai nam chính thứ hai trong phim. Ở góc độ diễn xuất, cả hai đều có tiềm năng phát triển đáng kể. Xét số lượng bình rỗng của quạt thì Vương Hách Lý nhỉnh hơn một chút. Tóm lại, kỹ năng diễn xuất và thành tích của Triệu Lệ Dĩnh trong mắt người hâm mộ và công chúng đều rất xuất sắc, trong khi kỹ năng diễn xuất của Triệu Lộ Tư lại kém hơn một chút so với những người tiền nhiệm. Giang Inh nhỉnh hơn Bai Lu một chút về ngoại hình và số lượng người hâm mộ. Kỹ năng diễn xuất của Bai Lu trong phim truyền hình vẫn tốt. Wei Duckson và Wang Heli đều thể hiện rất tốt cả về ngoại hình lẫn kỹ năng diễn xuất, nhưng Wang Heli lại có lợi thế hơn ở số lượng fan trai rỗng. Cuối cùng, điều đáng suy nghĩ là khi so sánh các ngôi sao như Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư, Dương Anh, Bạch Lộ, Ngụy Đại Huân, Vương Hách Lễ, thì kỹ năng diễn xuất và thành tích của ai tốt hơn, ai sẽ là người chiến thắng thực sự? Đây vẫn là một câu hỏi mở. Khi sự nghiệp diễn xuất của họ tiếp tục phát triển, liệu diễn xuất của họ có thể vượt qua những người tiền nhiệm và nhận được sự công nhận lớn hơn từ khán giả? Đây sẽ là một vấn đề thú vị và đầy thử thách. Chúng ta hãy chờ xem sự phát triển trong tương lai sẽ mang đến cho chúng ta những bất ngờ và câu trả lời gì.